Sao ngồi đây vậy con? Ngồi đây chế bà. Ê, cái gì vậy? Bà nào? Bà mới ngồi đây nè. Cái gì? Trời ơi, ủa bà nào? Bà nào con? Sao vậy? Là mấy chú tới là bà thấy là bà tự nhiên bà biến mất rồi. Ôi trời ơi, quay luôn cả nhà. Ý, quay luôn kìa. Này cả nhà nhìn nè. Ủa mấy chó đi đâu dưới kia anh ơi? Ở mấy chó đâu dưới kia vậy? Nó ruộng dưới kia đó. Ở dưới vậy, dưới kia luôn kìa. Ừ, rồi nó bay dưới vực luôn kìa. Dạ xin chào cả nhà, thì hiện tại hai anh em quay trở lại với núi Cấm cả nhà. Sau cái câu chuyện của bé Linh á, là gặp cái cô gái ở trong ngôi nhà hoang ở trên núi Cấm, thì thật sự là Vũ rất là muốn quay trở lại đây và kiếm thêm cái người em trai mà đấy đi cùng với bé Ken ngày hôm đó, là không biết bé có gặp hay không. Nhưng mà theo Vũ nghe ba của bé Tân kể á, là bé có gặp, đúng không anh? Mà nãy giờ đó, cái khúc trên này nè là cái chỗ nhà của bé Ken cả nhà. Đó, khúc ngay đây, ngay chỗ hướng Tây Vũ chỉ nè. Hồi nãy ở dưới kia thì Vũ có gặp ba bé Ken trước rồi. Rồi hỏi rồi mới biết được bé Ken hôm đó cũng có gặp luôn. Khi đó bé Ken về, bé Ken cũng bị bệnh luôn cả nhà. Mà đi nãy giờ là mấy anh em đi giáp vòng quanh đây là vẫn chưa kiếm thấy bé Ken đâu hết trơn á. Không biết có bé Ken có đi qua đây không ta? Là còn mỗi khúc dưới này thôi chứ đâu còn khúc nào đâu. Kiếm giáp hết trơn phải không? Hồi nãy mấy anh em có đi lên khúc nhà hoang ở trên nữa cả nhà, mà chắc chắn là bé không dám đi một mình trên đó rồi. Đi qua bên này thì hỏi mày bé Ken ở đâu, mày bé Ken, hỏi bé Ken ở đâu thì bé không biết bé ở đâu luôn. Bé nó bé chơi một vòng đây thôi, đi kiếm bây giờ có buổi chơi băng qua mấy cái khu rừng này nè các bạn. Hồi nãy đứng bên kia ngó xuống thì vẫn không thấy, ồ không có ai luôn anh ơi. Đi ra thẳng nó có không chứ sao? Mở trong cái miếu đúng không? Đó là cái miếu cái gì vậy? Ây da, đâu á? Gì vậy? Cái gai gì vậy? Cái này có miếu cái gì ta? Bé Ken thì lúc mà mấy anh em gặp ở cái nhà dễ thương lắm, cưng lắm kìa. Nhưng mà hôm trước thì do bé Ken còn bị bệnh á, nên hôm ra là mấy anh em không có quay được. Nên sẵn lần này tới đây thì kiếm bé Ken luôn để hỏi về cái vấn đề mà cô gái kia biết kiện ra sao. Trời ơi, hết hồn tự. Trời ơi, sao ngồi đây vậy con? Kiếm nãy giờ chú kiếm con đi khắp, đi vòng ở đây luôn á, không thấy, sao ngồi đây vậy? Ngồi đây chế bà. Ê, cái gì vậy? Bà nào? Bà mới ngồi đây nè. Cái gì? Trời ơi, ủa bà nào? Bà nào con? Sao vậy? Trời ơi. Ủa? Ủa nhóc này bị sao ta ơi? Mày nói là ngồi chờ bà hả? Thôi con đừng ngư hùng mấy chú nha, mấy chú đi kiếm con nãy giờ hơi mệt rồi đó. Đi nãy giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ đi kiếm con rồi đó. Rồi bà nào ở đây vậy? Mới xuất hiện ở đây nè. Rồi sao con ngồi ở đây? Ừ, sao con ngồi ở đây? Dạ, ngồi ở đây chơi. Chơi? Chơi gì vậy? Chơi bà. Bà nào trời, có ai ở đây đâu. Sao ngồi dưới đất vậy? Ô, đứng lên đi con. Đứng lên rồi nói chuyện với mấy chú xíu coi. Trời ơi cả nhà, thằng bé ngồi dưới đây cả nhà. Nhìn xung quanh nè, cây cỏ khô chừng. Sao nó chơi với bà đây ta? Đây có ai đâu. Sao nó kêu chơi bà? Cái kia giống như máu vậy ta. Ừ, lại xem cái này thấy máu không ta? Ở đây nè. Trời ơi, mình kiếm chỗ nào mấy chú cháu mình ngồi đi con. Đi bên kia có chỗ nào ngồi không? Trời ơi, sao mà chưa gì hết, đang đi kiếm mà kiếm vừa ra cái kiểu như là hồi nãy anh thấy không? Là mấy đêm mình đi ngoài kia đi vô đây á. Ừ. Lẽ tiếng động to tới nỗi mà bé quay đầu qua sẵn nhìn mình luôn ta. Ngồi ở đây, ngồi xuống bên kia ta, ngồi bên kia đi con. Ở đây ổn quá, đây có tiếng. Ở đây tại vì có tiếng ấy. Chỗ này ngồi đẹp cả nhà, nhưng mà vì có tiếng nó đang tụng kinh nên ra là hơi ồn một xíu. Còn cái chuyện nó thích trên này. Sao con mệt hả con? Con ngồi bé ngồi đi. Cho bớt hiện được không? Ngồi đây nắng không? Nhưng là lên kia chút đi.
ngồi để cho nó ấy chút xíu. Chú cháu mấy chú thì chịu nắng được. Ngồi sao vậy? Sao ngồi ở đó mình vậy? Nè nghe bà ngồi nó buồn quá, xuống chơi. Xuống chơi. Ủa, hồi nãy có thấy bà nào không? Không. Có bà nào không? Ngồi sao mấy chú không có thấy được bà? Con cũng biết. Lúc mấy chú lại là bà còn ngồi đó không? Mất rồi. Là cái lúc mà con quay nhìn mấy chú á, là lúc đó bà còn ngồi đó không? Dạ không. Trời ơi. Là con đang ngồi chơi mấy chú lại rồi bà mất tiêu luôn hả? Dạ. Cái gì kỳ vậy? Ngồi hết đây ra lắm trời. Vậy là thường xuyên con ngồi chơi với bà ở đó à? Dạ. Ê chàng ơi. Đây. Đây con. Đó. Đây kìa. Thì tự nhiên chó nó sủa kìa. Đó, cái khung cảnh này. Trời, con chó sủa hoài luôn đó. Đây nè. Sủa hoài luôn á. Quậy đuổi mừng cái gì hết ta. Trời, một bầy luôn cả nhà. Ừ, một bầy luôn kìa. Nè cả nhà nhìn nè. Ủa, con chó đi đâu dưới kia anh ơi. Ở con chó đâu dưới kia vậy? Ruộng dưới kia đó. Ở vậy không dưới kia luôn kìa. Ừ. Kìa nó bay dưới vực luôn kìa. À, có... Trời ơi. Hồi nãy dưới đó có gì ta? Trời. Con chó sủa xong rồi nhảy thẳng dưới luôn cả nhà. Thôi nói chuyện với Ken xíu đây. Mình lát mình lại cho đó xem cái dưới đó có gì. Đó, cái nhà cũng nhìn thấy ở khung cảnh đằng sau rồi đó nha. Là có nguyên cái cây, cái dền đó. Mình biết cây đó cái gì không? Cây đó cái da. Đó, nguyên cái mảnh như vậy đó cả nhà. Nhìn rất là đáng sợ mà bé ngồi với chơi một mình như vậy đó. Rồi con ra con ngồi chơi với bà có cho con bánh kẹo gì không? Con ngồi chơi đó vậy? Dạ không. Không hả? Ngày nào con đi con cũng ra ngoài đó chơi hả? Dạ. Rồi bà có cho con có nói chuyện với con gì không? Dạ. Con nói gì là bà em ghe. Con nói gì là bà em ghe? Mà con thường nói với bà những câu gì? Con cũng không biết hả? Nói chút là quên rồi. Nói chút là quên hả? Như hồi nãy ra chưa trước khi gặp chú á là con nói gì? Con nói gì mà chú lại là con nói là bà biến mất rồi. Là mấy chú tới là bà thấy là bà tự nhiên bà biến mất rồi. Ôi trời ơi. Hèn gì đó lúc mấy anh em qua là thấy nhỏ nó nhìn mấy anh em thẳng luôn chứ. Anh để nếu nữa kỹ. Nếu nhìn đi kỹ là cái lúc đó mình quay qua là thấy bé nó nhìn mình bên chân luôn mình thà như mình ở gần đây đi đúng không? Mình đi tới hôm đó mình đi tú ở ngoài kia chứ đâu có phải là mình đi kia ấy đâu. Mình đi tìm suốt nửa tiếng đồng hồ á. Rồi đi một đoạn dài luôn mà mới tới chỗ bé mà bé đó dù hết hồn luôn chứ. Giống như theo anh nghĩ là lúc mà mình tới là bé nó tỉnh ra. Rồi những cái con nói lúc đó là con nói chút xíu là con quên hả? Mà bình thường có vậy không? Chứ có. Có luôn hả? Mà một cộng một con mấy? Hai. Không, bình thường nghĩ bé không có đâu. Là khi nói chuyện với bà con hay bị vậy đúng không? Thì ba mẹ con có biết không? Không. Không luôn hả? Rồi một ngày nào con muốn gặp bà hay vậy hay sao? Dạ. Trời ơi. Ba mẹ con vẫn không biết cái chuyện này luôn. Dạ. Là giấu ba mẹ vậy rồi. Hoặc là có thể là không có nói. Không dám nói hay là không được cho nói. Rồi bây giờ con kể cái hình dáng của bà cho cô chú anh chị bên kênh của hai chú cũng như là cho hai chú biết ha. Hình dáng của bà ra sao con kể chi tiết cho chú nghe coi. Bà mặc áo màu trắng. Cầm cây gậy. Đội nón rồi. Cái áo hơi dính mấy gì đỏ đỏ. Dính đỏ đỏ nữa con. Sao nghe áo trắng mà dính đỏ đỏ. Đội nón gì? Đội nón lá hay đội nón gì? Nón lá. Bà đội nón lá. Bà già lắm không? Tóc bà màu gì con? Màu trắng. Là bạc luôn rồi. Tóc bạc. Nón bà là tóc bạc. Nón của bà có mới không? Mới hay là cũ? Cũ. Cũ luôn hả? Không biết mọi người có tưởng tượng ra không chứ vừa bắt đầu tưởng tượng ra rồi đó. Ghê ghê đó. Cái gương mặt của bà như thế nào thôi? Con cũng biết nữa, lúc đó là bà che hết trơn. Là lấy nón lá che hay là che bằng tóc con? Nón lá che. Là chưa, con ngồi nói chuyện với bà mỗi ngày như vậy luôn.
Dạ. Mà con chưa từng thấy khuôn mặt của bà như thế nào luôn hả? Dạ. Thôi, rồi con có thấy kỹ những cái màu đỏ đỏ đó là cái gì không? Có biết là cái gì không? Dạ không. Anh đang nghĩ giống em không anh Tài? Có khi nào là máu không? Em cũng đang nghĩ như vậy. Tại vì cái việc đầu tiên nha, hiện tại là có hai cái việc. Là thứ nhất á, là mấy đêm mình tới là hoàn toàn không có ai ở đó. Ừ. Cái việc thứ hai á, là khi mấy đêm vừa lên đây là mấy con chó chạy thẳng vào cái hướng mà bà xuất hiện. Ừ, cái khu vực đó đó. Ừ. Anh cũng đáng ngờ vấn đề này. Mà không có thể nào mà bà, một người bà mà bé kể tóc bạc như vậy mà thấy chạy nhanh như vậy được đúng không? Ừ. Mình phải thấy chứ. Mà nếu không phải là người đó đi thì có khả năng là cái vết màu đỏ trên cái áo là máu. Ừ. Con gặp bà con không sợ sao mà con ra đây ngồi một mình đi xem? Không sợ luôn không à? Sợ luôn. Hồi nãy con nói bà ngồi, thấy bà ngồi mình hay sao? Con ra chơi với bà. Dạ, hay ngồi, bà ngồi mình. Hôm nay là chủ nhật cả nhà. Hôm nay là bé không đi học. Trời cũng chập chiều rồi. Rồi con ngồi viện thường ngồi với bà lâu không? Dạ, cũng 2-3 tiếng. Tàu ơi. Ê, dạ ơi. Con ngồi im một chỗ gì 2-3 tiếng? Dạ, ngồi im chỗ. Con nói chuyện với bà dễ ha. Không thích nước gì luôn. Dạ. Không có khát nước hả? Có mà, là con có đem nước gì không? Có đem nước gì theo để ngồi uống không? Chứ nãy chú thấy không có gì đó. Không. Không có đem cái gì theo uống không anh? Dạ. Trường hợp này là sao vậy? Thực sự á, là mấy chú tới đây á, là con biết là mấy chú tới đây họ tính hỏi con về cái gì không? Không. Là mấy chú tới đây tính hỏi con về cái việc mà cái ngôi nhà bỏ hoang ấy. Nhưng mà tới đây thì vô tình gặp cái trường hợp này. Anh ơi, anh giận giận người đó. Em giận người thì nãy giờ luôn á, không có... Thôi. Lúc mà con gặp một cái hiện tượng gì đó bên ngôi nhà quan bên kia là như thế nào, con kể lại cho cô chú nghe. Dạ, lúc đó là hôm qua con thấy cái cô mà áo trắng, sợi tóc dài á. Rồi nanh dài lắm. Con phải nanh dài luôn hả? Dạ. Có cái nanh luôn hả con? Dạ. Rồi lúc đó con gặp chung với ai? Hay là gặp mình? Con gặp mình. Con gặp một mình hả? Dạ. Rồi có lần nào con đi chung với người khác thì con gặp nữa không? Không. Con chắc không? Chắc. Em ơi, hôm trước mình ghi hình bé Linh đó. Bé Linh con mắt của bé Linh cũng đỏ. Bữa nay bé Ken cũng đỏ lắm. Có vấn đề gì sức khỏe không ta? Em không biết nữa. Hay là có thể là mấy bé sử dụng con mắt âm dương quá. Ừ, nhiều quá nên ra bị đỏ. Mà anh có để ý kỹ trong câu nói của bé không? Là sao? Bé kêu là bé đi một mình. Đi một mình. Mà anh nghĩ em hỏi như vậy nè. Em nghĩ cái việc vấn đề đơn giản như nè. Ba mẹ của bé Ken có dám cho bé Ken đi chạy một mình hay không? Thêm cái nữa là mỗi lần đi như vậy đúng không? Là phải dắt khách thêm nữa. Mà bé Ken là đi một mình. Em nghĩ là cái vấn đề mà trí nhớ của bé Ken thực sự là có một chút gì đó nó mất đi á. Ký ức hả? Ờ. Như cái việc mà nói chuyện với bà nè. Ừ. Nặng hơn bé thì bé cũng không có nhớ gì hết luôn. Kiểu như nói chuyện xong rồi quên luôn hả? Ừ. Quên hết luôn. Ơi, mắt đỏ hết trơn rồi nè cả nhà. Bên tay trái nè. Bên này cũng vậy nè. Cái vòng trắng nó bị đỏ. Con quay bên này. Ờ, quay đi. Quay mắt quá. Ờ, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đỏ nguyên còn. Đỏ bên này nè cả nhà. Nguyên vùng bên này luôn. Con bị đỏ lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi. Ờ. Quá trùng hợp không? Là cũng xả tóc, cũng bừng áo dài. Nhưng cái tình trạng của bé Ken á, lại thấy là có thêm cặp nanh. À, mà cặp nanh là theo lời kể của bé Linh đó, là cặp nanh là chỉ mẹ bé Ken thấy thôi, khuôn mặt màu xanh. Ở đây sao mà có nhiều hiện tượng lạ quá ta? Mà anh để ý gì không? Đây là ngọn núi Cấm. Ừ. Là một ngọn núi linh thiêng đó cả nhà. Là cái nơi này là cái nơi đang làm hả? Đang làm thắng cảnh hay là khu du lịch? Thắng cảnh, du lịch tâm linh. Vậy là khu du lịch luôn. Ừ. Đó cả nhà.
là có rất là nhiều nhánh ở đây, là gồm những cái miếu, những cái điện giống như vậy nè, rất là nhiều. Và dường như là chỗ nào cũng có tâm linh. Ở đây là khu Gia Long, khu của vua đền Gia Long. Đền Gia Long, đền của vua Gia Long. Đó. Khu như vậy đó cả nhà. Hiện tượng tâm linh xảy ra rất là nhiều. Đặc biệt hơn là không chỉ những đứa bé nhỏ như vậy thấy, mà có cả những người lớn, ba mẹ của bé thấy luôn. Đó mới là cái vấn đề suy nghĩ. Anh để ý kỹ không? Là tất cả người trong gia đình của bé đều thấy luôn. Đúng rồi. Đó, từ chị lớn cho có đứa bé nhỏ nhất là không thấy đâu. Thì bé đó chưa biết nói rành. Là thật sự con không nhớ luôn. Dạ. Con không nhớ là hôm đó đi với ai luôn hả? Lúc đó con gặp con có xỉu cái gì không? Không. Là lúc đó con gặp cô gái đó con làm cái gì? Là con chỉ nhìn nó nghiêm thôi à. Rồi xong 2-3 phút rồi con mới đi. Lúc đó con đi không được hay là không có đi? Đi không được. Đi không được mà lúc mà con đi là cô gái nó còn đứng đó không hay là biến mất? Hay biến mất rồi. Biến mất rồi. Vậy là cố tình cho con bé, bắt con bé đứng lại. Nhìn mình. Không thấy. Không cho con bé đi luôn. Vậy là mình đã giải mã được câu chuyện bé Linh gặp người thiếu nữ, người phụ nữ đó là ma. Là ma, có thể là quỷ luôn. Là quỷ, chứ không phải là một cái hình bóng của người giả. Và đặc biệt hơn cả nhà, bé Linh hồi đợt đó là đi chung với bé Ken. Đi chung với Ken. Quên nữa, nãy giờ mình cũng chỉ nghe ba của bé Ken nói, anh Tân á, nói là bé tên Ken thôi. Bé 8 tuổi, bây giờ con sẵn ở đây nè, con giới thiệu cho cô chú anh chị biết cũng như là cho chú với lại chú Tài biết là con tên gì, hôm nay bao nhiêu tuổi được không con? Em đang tên Ken, con 8 tuổi. Con 8 tuổi, tên thiệt con là tên gì nè? Ken. Hả? Tên đi học Ken. À? Tên đi học của con ấy. Đi học là Nguyễn Lê Hạo. Hạo à? Lê, Nguyễn Lê Thiên Hạo. Nguyễn Lê Thiên Hạo. Ồ, tên đẹp quá ta. Tên đẹp đi ta. Ồ, tên đẹp anh, tên rất là đẹp nha. Rồi cái trí nhớ của con dạo gần đây nó hay bị quên như vậy lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Lâu luôn hả? Lúc đó con gặp bà chưa? Dạ rồi. Gặp rồi. Để trước khi gặp bà là trí nhớ của bình thường hay sao? Dạ không. Là trí nhớ của bé bị được gì đó giờ không hả ta? Biết sao? Em không biết nè, cái này cũng chưa giải thích được. Thôi bây giờ đi, con lại con chỉ cho chú kỹ lại cái chỗ nãy bà đứng hay là bà ngồi ngay chỗ nào. Dạ. Dạ, chỉ cho chú thôi. Rồi sẵn tiện cái nhà, mấy anh em bay tới cái nơi mà ở dưới kia xem có cái gì mà khiến cho mấy con chó nhảy thẳng dưới luôn anh. Nãy cái quay cả nhà cũng thấy đó. Chó nhảy thẳng dưới luôn. Nó chạy mà kiểu như không kiểm soát được. Vậy mà nghe tiếng ngồi trên này góc trên cũng nghe tiếng luôn á. Chứ không có phải là không nghe tiếng đâu. Đâu con chỉ lại cho mấy chú xem coi. Nãy bà gặp bà ở đâu? Dạ ở đây nè. Nãy bà ngồi chỗ này. Dạ. Trời ơi. Con không có biết dưới này có gì không mà sao hồi nãy mấy con chó nhảy xuống dưới này Ken? Con không biết nữa. Đâu con đi lại thử coi có gì không? Dám đi không? Hồi nãy khúc này cả nhà nhảy xuống dưới luôn, lao ù xuống dưới luôn, nghe tiếng rất là to luôn. Ồ anh ơi, cái chỗ này nó không có thấp đâu nha, cái này là như một cái dốc luôn nè. Trời ơi, em tưởng là ở dưới này nó không có sâu, hồi nãy nhảy thẳng dưới đây luôn hả? Ừ, mấy chó nhảy thẳng lên đó. Nhìn thấy mấy chó mà. Còn mấy con ở tầng rất là dốc và sâu cả nhà. Đó, tuốt ở dưới kia luôn kìa. Nằm tuốt dưới đó luôn á. Có gì đó mà những con chó xuống đây ta. Đây cũng không biết nữa. Nơi này chiêu, tính ra nơi này chiêu cũng nhiều giọng quá ta. Ừ. Ok, mấy cái giọng nó chiêu làm gì vậy Ken? Để cho khách nằm. Khách nằm ha. Dạ. Rồi treo ngoài này rồi ai dám nằm ta? Ủa có bao giờ mà khách lên đây vào ban đêm không?
Dạ, dạ không. Không nha, nếu mà có vào ban đêm hoặc cái giờ này có mấy anh em mình thôi. Có ít người ngủ ở đây lắm. Ít người ngủ ở đây ha. Dạ. Là vẫn có đúng không? Là khi tối họ dám ra ngoài này không? Dạ không. Sao vậy? Họ có nói là sao họ không dám ra ngoài này không kia? Không. Con đứng từ trên trên nhìn xuống con còn muốn sợ nữa. Sợ sao dám xuống như ngồi mình? Giống như là ai điều khiển con xuống vậy? Ai điều khiển để xuống vậy? Nếu không có ai điều khiển thì có một người đó. Anh biết ai không? Cái đó là anh không biết, nhưng mà anh thấy xa xa chỗ cái gốc cây ấy, có rất là nhiều lá bồ nha em. Dữ lắm luôn kìa. Đâu anh? Đó nguyên một. Đâu? Em zoom lại coi. Nhiều lá bồ lắm. Lá bồ màu gì đâu? Đó nguyên, nó cột nguyên một dọc đó. Nè. Ủa? Nè nguyên một dọc nè. Đi lại coi thử. Là mấy cái màu trắng trắng hả? Ừ. Phải không ta? Em không biết nữa, anh nói bùa thì em nghe bùa đó. Bây giờ mình lại mình xem thử đi. Lại xem thử. Đi kìa, đi đứng trên té đó con. Ôi ôi. Phải như nguyễn quyền ở đây cả nhà. Đó là bùa hả kem? Dạ con cũng biết hả? Không biết. Ủa mấy con trắng trắng là gì vậy ta? Đây nè. Ồ khăn giấy anh ơi. Sao ta gút ở đây vậy ta? Sao ta gút ở đây vậy ta? Giống như ta gửi mấy cái bệnh gì trong mấy cái giấy đó. Gì hả? Trời ơi, tao gửi bệnh nè. Dạ. Covid làm sao? Ví dụ tao bị Covid hay là bị cái gì rồi ta lấy những thân gửi bệnh ở đây hả? Trời á. Hoặc là cái gì đó cũng không biết. Nhưng mà nếu như bé nó được gửi bệnh ở đây thì cái việc này thực sự rất nguy hiểm đó nha. Tại vì ở đây á là có bé Ken nè. Có rất là nhiều đứa nhỏ trong cái nhà của anh Tân. Đó, nếu mà làm như vậy, thứ nhất là việc đầu tiên đi, em thấy trước mắt là cái này là nó là rác, đúng không anh? Nó sẽ ảnh hưởng đến chơi chỗ này phải không? Đúng rồi. Cột quá trời luôn hả? Quá trời quá đất luôn nè cả nhà. Mà em thấy cái tảng đá này cái hình giống như đầu người ta không ta? Kìa, con mắt luôn kìa. Đúng rồi. Nè. Ở dưới có bốn tảng đá nhỏ, mấy tảng đá nhỏ dưới được cột lại hay là cái đó là rễ cây vậy ta? Rễ cây em ơi. Phải không? Lại gần thử nữa. Rễ cây. Rễ cây nó bó lại á. Em tưởng là mấy cục đá này bị cột lại không ấy. Rễ cây. Còn cái tảng đá trên kìa nhìn sợ quá ha. Anh biết cái cảm giác gì không? Cái gì? Cái phần tảng đá này đi là cái đầu, đúng không? Ở dưới là nhiều bốn ngón tay vậy. Đó, bốn ngón tay này. Trời. Cái cây này đáng cỡ nhiêu tuổi? Nhiêu năm tuổi? Phải trên trăm năm á. Trên trăm năm. Cái này cây bồ đề em ơi. Bồ đề hả? Cây bồ đề. Phải không? Cây bồ đề. Lá cái cây nó cao quá cái này. Phải không ta? Sao em thấy cái lá đâu có phải giống đâu ta? Ủa, cái lá cây khác cả nhà, cái lá bên này cao quá, Vũ không có thấy được. Đúng rồi. Phải không? Phải bồ đề không? Không đây. Cái lá nó không có nhọn, lá nó tròn. Nó tròn vô hình trái tim. Là cái da. Nó tròn giống như là cái hình trái tim vậy á. Cái da. Mà ở đây có thờ vô hình này. Không gì đâu. Ở đây có Phật bà, ba bà luôn. Vị này vị nào anh biết không? Địa Tạng Dương Bồ Tát á. Còn vị gì bữa nay? Phật tổ. Ủa? Phải không bên kia? Phải Phật tổ không? Vị này là Phật gì vậy con? Vị đây nè. Con biết không kia? Bạn anh... Ủa kỳ vậy ta? Nhưng Phật hết cao quá ta. Nhưng mà anh để cái gương mặt đi. Chắc Phật bà quá em ơi. Em nghĩ là bên này bên này giống như Địa Tạng này cũng là Phật bà luôn nè. Ở đây, nếu như đúng là ở đây có năm bà. Ủa? Năm bà. Đâu phải đâu. Nè. Một nè, 2, 3, 4, 5. Bà này thì chắc người ta để lên là ở đây cũng còn 4 bà. Có 4 bà ở đây. 4 bà. Bà áo đen ngồi ở đâu? Bà áo đen đâu? Mặt dạ, bà áo đen đó. Bà áo đen bên kia hả? Đúng rồi, bà áo đen có bà nè. Ở giữa nó có 5 bà, đúng rồi. Bà bên đây thờ riêng. Đúng rồi, bên này thờ bà nè. Đây là cái nhà.
áo đen hay áo tím? Áo tím mà. Tôi thấy. Ủa áo xanh với áo tím, không phải ở đây em có bà đâu. Bà áo đen á, bà địa mẫu á, đứng trên trái đất đó phải không? Phải không? Tao anh. Bà nào? Bên, bên này, bên này cũng có hai bà tím ở giữa này, và áo này áo màu xanh chứ không phải là ấy. Hai ngày địa tạng đúng không ta? Đúng rồi, hai ngày địa tạng. Đúng rồi, hai ngày địa tạng, một ngày thì ở trong là áo màu trắng với hồng, bên ngày bên này thì áo đỏ vàng, đặc trưng cho những người tu hành mà chúng ta thấy trên video gì? Hay là những người ở trong đi tu tập đó cả nhà. Địa tạng như Bồ Tát á, là cái vị này là canh ở dưới địa phủ, quản lý về phần âm. Còn mẹ Diêu Trì Kim Mẫu á, theo trong sách của Diêu Trì Kinh á, là một người sinh ra trái đất, là một người mẹ đã sinh ra trái đất này, là có mẹ là lớn nhất. Theo họ là mẹ lớn nhất trong sách kinh đó, là đề cập tới mẹ Diêu Trì, là mẹ Diêu Trì là sinh ra toàn thể nhân loại. Mẹ lớn nhất. Em người tôi biết cái vụ này luôn. Năm nay ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc mộc thủy hỏa thổ. Hỏa thổ. Kim mộc. Kim màu vàng đúng không ta? Đúng rồi, kim màu vàng đó. Mộc mộc là màu xanh. Xanh. Thủy là màu trắng. Thủy màu trắng à? Hỏa là màu đỏ. Thổ là màu đen. Thổ màu đen. Ồ, có lý. Còn màu tím là ngũ hành đó. Bên này có tất cả là ba vị được phát cái đó là cái gì ta? Cái y đúng không? Y của mẹ. Ba mẹ có ba vị được phát cái y màu tím cả nhà. Còn cái vị được đeo là cái y màu tím. Cái vị mà phía trên á đang cầm cái lệnh bài á, dưới có một cái mão ở trên á là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở giữa cái lệnh bài có con rồng nữa. Có đầu rồng nữa. Thực sự là hôm nay em biết rất là nhiều thứ anh. Nhưng mà em vẫn không biết là bà Bận Áo Đen ở đâu. Em vẫn không biết bà Bận Áo Đen ở đâu. Là khu vực này có rất là nhiều bà cả nhà. Nhưng mà cái bà mà bé Ken nói á, là Vũ hiện tại giờ vẫn chưa thấy được bà đó. Như bé Ken mệt hay ta? Em nói giờ em thấy cái Ken mệt mệt. Bữa giờ con ngủ hay sao vậy? Bữa giờ con có bệnh không Ken? Bây giờ hết bệnh chưa? Không, đâu có lắm gì đâu. Rất là dễ thương cả nhà. Bé Ken rất là dễ thương. Đây, nãy Vũ cũng nói rồi đó. Cưng quá chị cưng luôn nè. Ngoài đó mình có cái gì ngoài đó hả Vũ ơi? Đâu anh? Miếu cái gì đó. Cái miếu nhỏ ngoài gốc cây. Đây. Cái đó là gì Ken? Cái miếu. Cái miếu hả? Không biết miếu nó cái gì không? Để Ken không biết nhiều thứ gì ở đây. Thôi đi. Bây giờ mấy chú đi đâu là con đi theo đó nha. Nghe không? Trời ơi, tự nhiên ra ngoài này ngồi gì nói chuyện với bà nào đâu. Ớn quá trời ớn cả nhà. Vì mẹ của bé thì hiện tại là đang bán nước ở ngoài. Không có biết được. Ba của bé thì hiện tại đang đi trực, đi canh nó cả nhà. Nên bé làm bảo vệ. Nên cũng không có biết được. Ba bé làm bảo vệ ở khu vực nước cấm này nè cả nhà. Đây cô. Em hình như là em thấy có rất là nhiều những cái miếu giống như vậy. Cái này là cái miếu hay cái gì vậy ta? Cái này là cái miếu. Nhìn thấy giống như là cái bàn thờ hơn á này. Bàn thờ hả? Mà có lương hương như vậy. Đó. Nhìn giống bàn thờ ông địa nhà em á ta. Có hình gì trên đó kìa. Đúng không? Có hai chữ. Chữ gì? Đó kìa. Hai chữ ở trong cái tấm màu đỏ ở trong á. Chữ em hiểu không? Không. Còn có người nào là gì ta gọi là gì ta, thổ địa không ta? Không biết. Có nào thổ địa không ta? Không biết tiếng Hoa. Ở trên đó là cái giếng của ông vua phải không em? Đâu anh? Cái giếng phải ông vua phải không Ken? Dạ. Đâu con dẫn chú đi tới cái giếng à, có giếng không? Có. Ồ hay gì cái đó là cái giếng vua Gia Long á, là không bao giờ cạn á. Không bao giờ cạn hả? Ừ. Tại giống như cái giếng ở bên kia không ta, cái giếng mà tự mọc ở trên cái gì mà họ được anh quay đó. Trên cái đồng á, múc thì nước không có giảm như cái nhà. Trên đây là trên đỉnh núi Cấm nè các bạn, nó sẽ khác với đồng bằng. Ây da. Mà cái giếng này nằm ở trên núi Cấm nha, chứ không phải đồng bằng. Đúng rồi. Có mặt nước chảy lên. Đồng bằng thì có mặt nước thì không nói. Núi.
không cạn nha. Đây đây, giếng vua Gia Long, núi Cấm. Ở đây cũng có cái nước nữa các nhà. Hiện tại thì ở miền Tây đang là mùa khô hạn cả nhà. Có nước anh. Có nước. Này mà thế này. Nó bị rút xuống, nó bị rút xuống nhưng mà vẫn có nước. Còn nước không? Còn nước. Còn nước nè. Nhảy xuống thử không kìa. Chào em. Biết bơi không? Đồ quên cả nhà, ở dưới đồng bằng thì mấy đứa nhỏ biết bơi chứ trên này thì mấy đứa nhỏ leo núi được chứ đâu biết bơi. Không biết bơi hả? Nhảy xuống dưới không? Chứ về bơi cho. Ở đây nhiều. Giỡn á, mốt mà đi cẩn thận chứ nha, đừng có để té đây nha. Nghe không? Ở đây nhiều bàn thờ quá. Ừ, rất là nhiều lúc té ở đây à. Té luôn hả? Ai té? Con. Con té đâu? Té xuống đây là dính được cái ngay chỗ này. Dính ra đây hả? Mới dặn thôi, em sợ bé người bé tướng mới nhỏ á. Ừ. Đây nè cả nhà, đó, nhìn cái tướng bé với cái miệng giếng nè. Rất là gọn ơ luôn á. Trời ơi. Em té hả? Rồi dù mà té không biết bơi sao lên. Ngốt không biết bơi được phải không? Ngốt đi để yên xíu nha, đi đừng có đi leo như khúc này. Chú là chú biết là con là ở trên vùng núi như thế này là con leo trèo rất là giỏi. Nhưng mà ở đây là không đơn giản gì, chỉ có núi không. Đó cả nhà, nước nè. Con có biết mấy chỗ đó là gì không Kim? Đó, mấy dạ, cái sau lưng này nè. Cái quân có một vua Gia Long á. Hả? Cái gì? Quân. Quân. Ồ, những quân, mấy vị quân của vua hả? Dạ. Ồ, nhiều lắm em ơi. Ồ, nhiều à, hèn gì em thấy quá trời luôn. Cái bàn thờ á. Rất. Rất là nhiều luôn á cả nhà. Mày nghe dặn nè. Cái việc mà con gặp bà như vậy á, con chú khuyên con nha. Dạ. Là nên nói cho mẹ mình biết, với ba của mình biết, chứ con đừng có ra mình tự ý ra ngoài như vậy. Nếu như mà con không nói á, con em nghĩ là em sợ cái việc bé không có nói là không để cho gia đình mà biết được cái vụ này sớm đó, thì ừ, rất là nguy hiểm đó. Đúng rồi. Anh nghĩ cũng vậy. Phải nói cho người lớn biết trước, biết rồi. Biết hết sự việc. Chắc lát nữa anh em mình đợi vô nói luôn quá, sợ bé cũng quên đó. Đúng rồi. Nếu có gì thì chắc chắn là chú sẽ cái cách này giúp con chứ để gì không nữa. Mà em nghĩ là nói cho ba mẹ bé cũng biết rồi. Ừ. Biết để kiếm cách mà chữa cho bé. Nói, vỗ đâu có nói điều đúng không cả nhà. Nhìn này kìa. Rất là cưng cả nhà. Quay mặt qua bên trái xíu rồi. À đúng rồi, quay. Máu rất là cưng cả nhà, bé Ken đó. Được trời hả? Đó, bé Linh đúng không ta? Bé Linh với bé Ken. Hai đứa đều đẹp. Đẹp và giống như là con lai vậy, đúng rồi cả nhà. Như con lai vậy đó. Mắt thì lông mi dài, mắt to. Bây giờ sao bé buồn buồn? Cái gì cái gầm dưới đó kìa? Mấy cây già nó rớt lên nóc nhà. Phải không? Cây già già rớt lên nóc nhà hả? Sao anh thấy mấy cái giọng văng? Nhìn nó quá. Nhìn sao? Bé Ken, bây giờ mình đi vòng qua bên kia, mình ghi hình hết, tham quan hết cái khu vực này cho bà con xem đi. Dạ. Hôm nay con sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho mấy chú ha. Dạ. Nếu mà cô chú có đi về núi Cấm á thì ủng hộ mẹ bé Ken chai nước suối nha. Dạ. Hoặc là một bịch bánh gì đó. Nếu như cả nhà mà có ghé qua núi Cấm á thì hãy tới đền thờ của vua Gia Long. Lên đây này là có mẹ có bé Ken bán nước ở đây á cả nhà. Thì nếu mọi người có ghé thì ủng hộ cho mẹ bé Ken một chai nước suối cũng được nữa. Để cho có tiền cho mấy bé thì ăn uống. Mà em thấy không có cháy. Xuống bà chơi. Bây giờ mới chạy lên nè. Ừ. Mấy bà chó bây giờ mới chạy lên cả nhà. Mà sao nhang không cháy ta? Thà. Hả? Thà như là mùa mưa đi. Nhang bị tắt gì em không nói. Ừ. Tại sao nhang ở đây tắt rất là nhiều anh? Bên kia thì không có như cái nhà, bên kia có một hai cây thôi, bên này nè, nhìn nè. Đó, một anh nhìn những trên này nữa nè. Đó, rất là nhiều, em không biết là ai là người đã thắp những cây nhang này, nén hương này. Nhưng mà có vẻ như là người ở đây, nếu như tính theo vấn đề tâm linh đi, thì anh nghĩ như thế nào? Họ không chứng.
Đúng rồi. Còn nếu như mình chỉ có một cái cách đó để nói thì cả nhà, chứ việc mà không biết phải nói làm sao cái trường hợp này nữa. Ổn con, leo được không? Dạ. À, quên bé là dưng mình gối nữa cả nhà. Mà nó kiểu như hôm nay mình mệt sao á. Ừ. Đi không nổi luôn á. Ổn không Ken? Dạ ổn. Ăn kem không? Dạ. Ăn kem không? Cười. Ở trên núi là mình có kem ăn. À quên, giờ cũng không kiếm kem để mua cái bé kem được nữa cả nhà. Trên núi mà. Nó chỉ ăn cơm thôi. Đây là quán nước của mẹ bé Ken cả nhà. Cũng là mẹ của bé Linh luôn á. Gặp luôn kìa. Nếu như cả nhà có ghé ngang qua thì ghé ủng hộ cho chị chai nước nha. Ken ơi. Đây đây. Đây cả nhà, đây là mới là những thứ chính. Là giống như là ở video bé Linh được trước cả nhà. Là cả nhà cũng thấy xem trên kênh của hai anh em rồi. Ừ. Là có ghế của vua Gia Long rồi. Cái ghế mà vua từng ngồi, và anh để, nếu như anh để kỹ cái cục đá đó đó, không biết anh có để ý không nha, là hoàn toàn không có một vết cắt gì hết. À, đá tự nhiên luôn anh. Bữa đó là anh không có để ý kỹ. Yeah. Mà điều để ý của anh là anh chỉ nghe nói là cục đá nó lớn thôi. Ừ. Em cũng tính nói mà, tại vì có nhiều sự việc mình cần phải làm sớm á. Ừ. Nên hôm nay là không có nói được. Thì quay lại chỗ này đi cả nhà. Ở đây có mão không luôn ta? Đâu có tượng mà có mão. Thì không biết. Nè, có đúng mão, có vậy. Ba cái mão. Không phải ba bộ mão đâu, 1, 2, 3, 4, 5 bộ cả nhà. Ồ. 5 bộ luôn chứ không phải là 1 bộ. 5 bộ luôn hả? Ừ. 5 bộ luôn cả nhà. Ồ, có hình của vua luôn nè cả nhà. Có hình của... Vua. Vua Gia Long. Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế Huy Nguyễn Ngọc. Phúc Nguyễn Phúc Ánh Nguyễn Phúc Ánh hay Ảnh chứ ta? Nguyễn Ánh niên hiệu Gia Long. Ở dưới thì 176 mấy á cả nhà. Cái 18 mấy á. Ngày sinh đúng không? Đúng rồi, ngày sinh và ngày mất của vua. Còn ở trên là cả nhà. Ở trên cái những cái hình được mọi người ấy lại. Còn đây là cái tấm ở giữa và lại cái tấm ở trên ở giữa luôn á, là cái đó là gọi là tấm gốc, dựa trên tấm gốc đó. Trên gốc phải không? Đúng rồi. Trên gốc, tôi qua lại. Đúng rồi, nhìn rất là cổ cái nhà. Ủa, có hai cái cây đèn dầu đang chuẩn bị cháy rồi anh. Ờ. Đó, bên kia cũng có cây, bên này có cây này. Cũng đang cháy nha. Ấy được, nó mua được. Ai làm vậy? Ai làm anh á. Được. Xong rồi, lấy chiếc bụi không? Có điểm hay sao? Không sao. Không sao. Nó gọi vô máy anh ạ. Cho nó quay, nó gọi vô cho chú. Cho tôi con xin lỗi. Cuối. Vua ra thì bắn đầu kiến lên quá trời nè cả nhà. Ừ. Người ta đi, ta cúng nè. Ừ. Trời sắp tối rồi anh ơi. Ừ. Với lại... Sao thấy nó... Này nó sao? Phải lặng phải không? Dạ, chỉ phải lặng rồi. Rồi Ken. Sao bây giờ bình tĩnh kết, chưa? Bình tĩnh chưa? Khi mà kết thúc video này á. Ừ. Là con tính sao? Con có nói xuống nói ba mẹ gì không? Nói chú nghe rồi, tự ơi. Nhớ gì không? Nhớ lại chú mới dặn gì không? Không nhớ không? Nhớ. Chắc sau kết thúc video thì anh em mình sẽ nói chuyện trực tiếp với mẹ với Ken. Ừ. Chứ mà để như vậy thì thực sự quá nguy hiểm. Ừ. Chắc anh nghĩ cũng vậy. Ừ. Phải nói mới được. Nói nguy hiểm cái nha. Ừ. Nhớ bé giờ em thấy là còn nhỏ mà chứ nhớ kiếm như vậy thì sự rất lo. Đi khảo cũng khó khăn. Ừ. Thì thôi, tới đây video của anh em cũng đã giờ rồi. Vũ với anh Tài xin được phép khép lại video tại đây. Nếu như vụ gì cô chú anh chị thấy hay cho Vũ xin một like. Một đăng ký kênh. Một đăng ký kênh. Ừ. Em bị quên lúc này ta. Tự nhiên lúc này mình quên. Ồ, như bị bé kênh like á cả nhà. Khúc quên là khúc quan trọng nhất. Kênh, quan trọng là đăng ký kênh đấy. Vì với kênh like. Còn nếu như mà mấy anh em có sai sót gì thì mong cả nhà mình đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nha. Và nếu cái gì quan trọng mình nhấn mạnh 3 lần. Ừ. Nói lại 3 lần. Đây là lần thứ 3 Vũ nói cái việc này. Thì ba mẹ có bé Ken á, ở trên này nuôi mấy người. 4 đứa con. 4 đứa con. Ừ. Với lại thêm hai người lớn nữa là mẹ bé Ken, tổng cộng gia đình 6 người. Mà tiền chủ yếu là vào thu nhập của ba cái bé Ken thôi, tiền bảo vệ là chưa tới 4 triệu. Chưa tới 5 triệu. À chưa tới 5 triệu. Mẹ của bé Ken thì bán
nước á, nước giờ khác. Không ra là không có được bao nhiêu hết. Nếu như cả nhà mình có dịp ghé ngang qua núi Cấm thì hãy tới Vua Gia Long, đền Vua Gia Long. Đền của vua Gia Long. Thì ủng hộ cho mẹ cái nước, cho nước xuống được cả nhà. Rồi, đó. Đến đây xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc chào con các bác Ken. Dạ, chào chú. Dạ. Bye Ken. Dạ. Chào chú ơi, chào chú với cô chú anh chị kìa. Chào chú anh chị. Giỏi, cưng quá trời luôn anh.